Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, xuyên suốt trong lịch sử Cựu Ước, bất cứ khi nào dân Do Thái gặp cảnh gian nan, họ đều hướng về Thiên Chúa để mong cầu ơn giải thoát. Chính trong những khi tuyệt vọng, họ mới thấy vinh quang và lòng từ ái của Thiên Chúa tỏ tường hơn và nhận hồng ân của Ngài tự do hơn. Không phải điều này cũng đúng với chúng ta sao? Trong đời sống thường ngày, chúng ta vẫn thi hành những bổn phận của chúng ta. Chúng ta cũng năng đến nhà thờ, nhưng không thực sự gặp gỡ Chúa. Khi biến cố 11 tháng 9 xảy ra, trong lúc đen tối nhất, tuyệt vọng và hoang mang nhất, nhiều người hồng Chúa và khẩn cầu lòng thương xót. Chính trong lúc bi đát ấy, nhiều chướng ngại đến từ cuộc sống bận rộn hàng ngày đã được gỡ bỏ, để họ nhận được cách tự do hơn những hồng ân của Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Đôi khi, những cách thế của thế gian xen vào làm yếu đi đức tin của chúng ta và làm méo mó đi ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ Chúa. Không phải đợi đến lúc khốn cùng chúng ta mới có cơ hội để sửa sai viễn kiến của chúng ta và tìm kiếm quan hệ sâu xa hơn với Thiên Chúa. Mọi ngày trong đời ta, Chúa đều đổ đầy với những cơ hội tương tự. Xin đừng đợi đến kỳ thử thách truân chuyên, nhưng hãy hướng về Đức Giêsu mọi ngày. Ngài đang chờ ta với đôi tay dang rộng để đổ đầy những ngày đời ta với những điều thiện hảo. Giờ đây, mời cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ với linh mục chủ tế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng Chủ nhật thứ ba mùa chay. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa để xin Chúa giúp cho chúng ta nhận nước sống cũng như chúng ta nhận tin vào Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng tin để chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa, để yêu thương nhau nhiều hơn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thần. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã xin tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng từ rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hàm mình siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa đoái thương nhìn đến chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiện tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho tôi, con cái tôi và súc vật của tôi bị chết khát hay không?
Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa mà họ đã ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỷ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Ninh và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô Xếp. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỷ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Mersiva, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa. Xin mời đoàn tiếp tục hô tiếng mừng.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng cứu độ trần gian. Xin ban cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến Đức Giêsu đến một thần xứ Samari tên là Sica, gần cửa đất ông Gia-cóp đã cho con ông là Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samaria đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông khóc gầu khóc, ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi sẽ ban sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi sẽ ban trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ đã làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ báo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Chào ông bà và anh chị em. Có một câu chuyện vui vui như thế này. Có hai vợ chồng kia đêm ăn tối xong thì ra ngồi ngoài sofa. Thì hai vợ chồng ngồi, người cầm một ly rượu, ngồi nhóm nháp với nhau. Thế là lúc mà vui vẻ thì bắt đầu ông chồng mới buột miệng quay qua nói: "Anh yêu em." Thế bà vợ mới nghiêng đầu vào chồng, mới dựa vào ngực vào chồng mới nói là: "Sao cưới nhau mấy chục năm nay ông chẳng bao giờ nói, bây giờ sao tối hôm nay nói ngọt ngào thế, nói em yêu em nữa." Ông chồng quay nói: "Tao đâu có nói với mày đâu, tao đang nói với ly rượu của tao mà." Có lẽ chúng ta trong cuộc sống ngày nào chúng ta cũng đùng với nước ăn, thức uống, đúng không ạ? Đó là những cái rất là căn bản. Có thể nói là coi như là chịu đói dễ hơn là chịu khát, phải không? Tức là mà chịu đói có thể chịu được mấy ngày, mà khát thì có thể là một vài tiếng là không chịu nổi rồi, phải không?
Tuy nhiên cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay đề nghị cho chúng ta hai loại nước mà cũng hai loại khác nữa. Trong bài đọc một chúng ta thấy dân Do Thái họ khát nước là cái nước của thể xác của họ và họ kêu trách Đức Chúa. Chúng ta chỉ hiểu được cái lời Chúa trong những tuần này chỉ khi mà chúng ta đi vào lại cái tuần đầu tiên, còn mà cái tuần mà chúng ta biết rằng là cái tuần thứ nhất mùa chay, khi mà Chúa Giêsu những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đó, mà cơn cám dỗ đầu tiên mới bánh nó về đây, Chúa Giêsu mới khẳng định rằng là người ta không sống bởi cơm bánh nhưng mà bởi lời của Chúa nữa. Cho nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu khẳng định con người là có xác và hồn. Chính vì vậy cái khác của thể xác á là cái mà thường hay chúng ta hay càm ràm nữa không? Chồng đi làm về mà thấy vợ chưa nấu ăn là chắc mà càm ràm đúng không? Mà vợ có nấu rồi đi nữa mà nấu dở thì cũng càm ràm nữa không? Thì đa số chúng ta cứ càm ràm những cái thức ăn thức uống mà về thần thể xác nhiều lắm. Giống như cái dân Do Thái trong bài đọc 1 vậy. Không có nước uống càm ràm với Môi-se, phàn nàn với Chúa rồi kêu trách Chúa. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đây là cái điểm đầu tiên để chúng ta suy tư. Nhiều khi chúng ta có rất là nhiều thứ, thiếu thốn một tí về vật chất, chúng ta bắt đầu phàn nàn với Chúa, kêu ca với Chúa rồi. Và chúng ta đặt nguyên cả cuộc sống của chúng ta trên những cái gì mình có. Cho nên chúng ta thấy rằng là nhưng mà Chúa đấy, lòng của Chúa vẫn ban cho dân. Không, dù dân nó càm ràm đến nơi Chúa vẫn ban. Cho nên cái tình thương của Chúa nó nằm ở đó để dẫn cho chúng ta đến bài đọc 2 ngày hôm nay. Bài đọc 2 rất là tuyệt vời, cái câu mà nói rằng là cái phần đằng sau đó là cái tình yêu của Chúa chỉ được tỏ hiện khi mà Chúa chết cho chúng ta là những người tội lỗi. Ở đây có ai chồng vợ đây có dám chết cho chồng có vợ mình không? Hay là muốn chồng với vợ mình chết để đi kiếm người khác? Chứ là chúng ta khó để mà coi như là nếu mà mình sẵn sàng mình chết cho cái người mình yêu rất là dễ. Còn có ai ở đây mà dám chết cho kẻ thù không? Có ai ở đây mà chết cho cái người làm tụi mình tổn thương không? Có ai ở đây mà chết cho những cái người mà ghét mình không? Không có đâu. Bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được rằng chỉ có đức tin chúng ta mới nhìn thấy được Chúa Giêsu chết cho chúng ta. Vì mỗi ngày chúng ta phạm tội rất là nhiều mà Chúa vẫn yêu chúng ta và chết cho chúng ta. Về cái bài học mà chúng ta về trong ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa chay này mời gọi chúng ta đi vào cái vấn đề tha thứ. Không, để mà sẵn sàng chết cho cái người mà làm cho mình tổn thương, tha thứ cho họ, đó là mới là cái khó. Và đó chính là cái điều, cái móc nối nữa để dẫn cho chúng ta đến cái bài tin mừng hôm nay. Thì nói họ mới hỏi con là tại sao mà cái móc nối chỗ nào, cái tha thứ nằm chỗ nào, phải không? Thì chúng ta biết nó nằm ở cái mấu chốt là Chúa Giêsu là người Do Thái, còn cái bà này là người Samaria. Mà chúng ta thấy ở trong này có một câu rất là hay là cái người Do Thái và người Samaria không bao giờ giao thiệp, họ coi nhau như kẻ thù. Cho nên một cái thái độ của Chúa Giêsu ngài ngồi ngay cái điểm, một cái điểm rất là đẹp trong tin mừng của Gioan đó là Chúa Giêsu luôn luôn đi bước trước. Nếu mà ai nào học cái tin mừng Gioan chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi câu chuyện Chúa Giêsu là cái người bắt chuyện trước. Ngay cả lúc mà hai môn đệ chúng ta nhớ đi theo Chúa Giêsu cũng quay lại bắt đầu hỏi trước, nó khác với những tin mừng khác. Thì trong cái bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng là người hỏi trước. Đấy là cái điểm đầu tiên. Ông bà và em chị em thân mến, học ở Chúa Giêsu cái điểm đầu tiên như thế nào để về nhà như thế nào. Khi gặp kẻ thù của mình, liệu mình có phải là người đầu tiên để bắt chuyện không? Thì khó rồi đấy. Chúa Giêsu vẫn bình thản để bắt chuyện với bà. Chúa Giêsu đi vượt ra cái sự hận thù để mà hỏi han bà. Mà một cái mà Chúa Giêsu làm nữa là làm xin bà này chứ. Tức là nói rằng là mình làm sao, mình làm thiếu thốn cho nên xin cái bà đó nữa đó. Khổ nhỉ, mình xin kẻ thù chắc nó cho thuốc độc và chết. Đấy, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng như vậy không? Để mà sẵn sàng đặt cái tròn cái niềm tin của mình vào bà này. Và chính khi mà Chúa Giêsu đặt tròn niềm tin vào bà thì bà đặt tròn niềm tin về lại Chúa. Và có lẽ đó là cái điều mà Chúa Giêsu đặt trong mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng là những con người yếu đuối mà Chúa Giêsu đặt tròn niềm tin vào mình. Vậy liệu mình có đặt tròn niềm tin vào Chúa chưa? Thì chúng ta thấy cái hành trình đức tin của bà này rất là tuyệt vời. Đó là cái hành trình của mỗi người chúng ta khám phá mỗi ngày. Lúc đầu là bà nói Chúa Giêsu là một kẻ thù của bà, đúng không? Tức là không giao thiệp một người rất là xa lạ.
Nói chuyện một lát sau thì bà mới công nhận là ông này là một đấng tiên. Tôi thấy ông là đấng tiên, tiên tri rồi đấy. À, bắt đầu đi vô tí rồi đấy. Tức là sau khi trao đổi nói chuyện với Chúa thì đức tin của bà bắt đầu sâu hơn một tí. Để cuối cùng bà nói rằng tôi biết đấng Messia và công nhận Chúa Giêsu là đấng Messia. Điểm này để cho chúng ta thấy rằng cái hành trình đức tin của chúng ta chỉ có thể đào sâu qua cái đời sống cầu nguyện, tức là đàm thoại với Chúa mà thôi. Và đó chính là một trong những cái điểm mà chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm trong mùa chay, là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Cho nên cầu nguyện chính là cái dầu để làm cho đức tin của chúng ta càng ngày càng cháy sang. Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thứ ba mùa chay, cái chủ đề chính đó chính là đức tin vào Chúa. Và đức tin, chúng ta biết rằng cái định nghĩa của đức tin là mình sẵn sàng trao ban trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa. Vậy thì con xin hỏi ông bà và anh chị em trong tuần thứ ba này về nhà cố gắng làm sao suy nghĩ lại cuộc đời của mình. À, trong những khó khăn thiếu thốn về đời sống vật chất, về đời sống khó khăn trong gia đình, chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào Chúa hay chưa? Và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta và gia đình của chúng ta hay chưa? Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta phiền xin đức tin. Tôi tin kinh môn Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, đều sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi khen Đức Chúa thánh phần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la lô và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên cửu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa thánh phần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Con mà ra, người được phụng thờ. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng con một thánh thừa đề tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa trong tâm tình biết ơn và đặt niềm tin vào Chúa. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin cho giáo hội, cho gia đình, cho đất nước và cho mỗi người của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và tất cả những ai đã được tuyển chọn vào chức vụ thánh luôn được tràn đầy ơn Chúa, để hướng dẫn dân Chúa mạnh dạn tiến về đất hứa trong ơn thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho dân viên Do Thái của Chúa, vì qua dân tộc của họ, ơn cứu chuộc đã đến với nhân loại. Xin Thánh Linh Thiên Chúa mở lòng trí họ, khi họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Giê-hô-va thể hiện nơi Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Qua tinh thần của bài tin mừng,
Câu chuyện bên bờ diễn Gia Cóp. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em vì hoàn cảnh nào đó phải sống ly thân hoặc ly dị, với ơn Chúa trợ lực sẽ mang lại cho họ niềm cậy trông. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa cho con. Xin cho những anh chị em tân tộc đang chuẩn bị đã nhận bí tích rửa tội trong một cuộc sinh, với sự giúp đỡ của các giảng viên giáo lý, họ sẽ được xứng đáng lãnh nhận những bí tích khai tâm khi tôn giáo. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước cơn đại dịch coronavirus ngày nay, xin Chúa thương giúp các y sĩ, bác sĩ hãy xây phục, hằng xây phục vụ các bệnh nhân, và xin Chúa soi sáng cho các nhà nghiên cứu sớm bào chế ra các loại thuốc giúp chặn đứng việc lây lan của cơn bệnh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời con. Xin Chúa đón nhận các linh hồn thân yêu trong thân bạc quyến thuộc chúng con, các nạn nhân của chiến tranh, dịch bệnh được Chúa đón nhận vào nhà Cha trên nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện chúng con dâng lên. Chúa xin chúc phúc lành cho chúng con và ban cho chúng con đức tin vững mạnh để vượt muôn ngàn thử thách. Chúng con luôn luôn đặt trọn tình yêu và niềm tin của chúng con vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa là quý lễ của anh Cha, để ta hợp tâm tin anh Chúa, ta hơi cho chúng ta và hệ lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người phụ nữ Samari cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin, vì người tha thiết ước mong bà tin mừng mạnh nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa mến yêu Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ
và hợp với các thiên thần, các thân chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng: Hai 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi đang ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thân, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ miền đông mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế từ ngày sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên đài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thân thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lê trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thầy đường vào hương ân sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thiên Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, thân cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: Ở trên trời chúng con nguyện dâng Cha và Son, nương Cha chỉ nên đi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho mọi người chúng con biết đem cao cuồng đời hiện tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà vị tinh thân thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an. Yeah.
trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chung là con chỉ có hai đứa con gái, còn cô thì nó gái.